Top 4 kem lót cho da khô. Da khô á, thì thường sẽ gặp những cái tình trạng da chúng ta bị thiếu ẩm nè, nứt nẻ nè. Da của chúng ta dù có căng nhưng mà sờ vào cũng không có độ đàn hồi. Kể cả những khi chúng ta make up á, thì da chúng ta rất là dễ bị mốc. Vậy cho nên á, những cô nàng nào mà sở hữu làn da khô á, khi chúng ta make up không được quên sử dụng kem lót ha. Và những thành phần dưỡng ẩm mà mọi người nên chú ý đó chính là HA nè, glycerin và squalane nha. Thì bây giờ Suka sẽ giới thiệu với mọi người top 4 em kem lót dành cho da khô. Đầu tiên đó chính là em kem lót của nhà Misa này, thần dừa cho những cô nàng nào có làn da khô luôn. Bạn nào đang bị những dấu hiệu như là lỗ chân lông to nè, da sỉn màu nè, khô rát thì nên sở hữu em này nha. Thì với tinh chất vàng 24K này á, thì sẽ khắc phục được tất cả những tình trạng đó. Và ngoài ra em này còn có bổ sung acid hyaluronic nữa thì sẽ giúp cấp ẩm cho làn da. Và thứ hai đó chính là em kem lót của nhà YouTube này đây. Bạn nào mà mê cái style make up da căng bóng như mấy chị bên Hàn Quốc á, không thể bỏ qua em này nha. Và những nàng da khô ơi, đừng quên bổ sung em này trước khi make up nha. Thành phần của em này sẽ có hạt chia nè, rau má nè, và cuối cùng đó chính là ngọc trai ha. Thì rau má sẽ giúp da của chúng ta kháng viêm nè, hạt chia sẽ giúp chống oxy hóa, chống lão hóa cho làn da, và cuối cùng đó chính là ngọc trai giúp cung cấp đủ độ ẩm cho làn da. Và thứ ba là không thể nào bỏ qua em kem lót Bobbi Brown ở đây, cực kỳ xứng đáng với đồng tiền mọi người bỏ ra nha. Thì em này nhà Suka đã quay quá là nhiều trong tất cả clip make up rồi, nhà Suka cũng không cần bàn cãi nhiều về thành phần cũng như là chức năng của em này nha. Và cuối cùng đó chính là em kem dưỡng đa di năng của nhà Improlis này nha. Thì em này được mệnh danh là một em kem dưỡng 3-in-1 luôn, tại vì mọi người hay sử dụng như là một loại kem dưỡng nè, kem lót nè, và có thể sử dụng như là kem tẩy trang cũng được nha. Bạn nào có làn da khô nè, da gọi là sần sùi luôn á, đặc biệt là nàng nào có làn da nhạy cảm cũng có thể sử dụng em này nha. Tại vì em này đợt rồi á, nhà Suka có làm cái review rồi và phải nói là mọi người tấm tắc khen quá trời luôn. Và đây chính là top 4 những em kem lót cho những nàng có làn da khô nha. Tất cả những mẫu sản phẩm này nhà Suka đều có đầy đủ luôn. Còn bất cứ điều gì cần tư vấn thêm thì đừng ngần ngại inbox cho Suka nha.